công dân mới quốc gia đến ngày giải phóng, lòng cùng đi hy sinh biết gì tham sâu, vì tương lai quốc dân cùng sống sang khói tên, làm sao cho núi sông từ nay đúng vững bền, cho thầy phơi trên gương giáo phụ nước nay nâu đào đêm mau nói sống lúc tiên phải cần giải nguy người không. Kim xin trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân và Phu Nhân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu, cùng các quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2020. Kim xin thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin lạy Đấng Tối Cao, Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phò hộ, độ trì, ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết,
nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện vừa chấm dứt, Kim xin trân trọng kính mời tất cả quý vị bắt đầu vào diễn đàn Duy Thật Lật Cộng. Kim xin kính mời. Kim xin chào lại tất cả quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam hôm nay trên diễn đàn. Bài hát đầu tiên, Kim xin mời tất cả quý vị cùng nghe bài hát quen thuộc. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình, ngày ngày chung lo Việt nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình, ngày ngày chung lo Việt nước. Một lời thề dân chiến đấu không ngại ngần vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lòng than. Việt Nam Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Chúng ta có ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là một vị cứu tinh cho dân tộc Việt Nam của chúng ta, vì đất nước Việt Nam của chúng ta đang đến lúc cần phải có một người đứng ra lãnh đạo để cứu đất nước mà chúng ta đang có, đó là ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Bài hát này cho chúng ta, những người dân Việt Nam, có một niềm tin yêu để mà mình bước vào một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tân dân chủ cho tất cả người dân Việt Nam của chúng ta. Đó là một cái sự hạnh phúc của người dân mà chúng ta, dù cho chúng ta không thấy thì từ từ chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được ánh vinh quang soi sáng khắp địa cầu. Thì hôm nay để bắt đầu vào chương trình, Kim xin phép được đọc thông báo bài nhận định của chính phủ gửi đến cho tất cả quý cô dì chú bác cùng các anh chị em trong và ngoài nước, để chúng ta theo sát tình hình
là đất nước Việt Nam của chúng ta sắp sửa thay đổi, và sự thay đổi là một niềm vinh quang cho cả dân tộc của chúng ta. Cho nên là người Việt chúng ta đừng nên thờ ơ. Thì sau khi đọc thông báo, Kim sẽ hướng dẫn cho tất cả quý cô dì chú bác cùng các anh chị em Việt Nam chúng ta vào liên trưng cầu dân ý để làm một cái bổn phận trách nhiệm của người dân Việt Nam của chúng ta. Vì nếu mà chúng ta chậm trễ thì những cái ngày tháng mà Tàu Cộng chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta đã đến gần, và tất cả dân tộc của chúng ta sẽ gặp những cái đau thương mất mát mà chúng ta không thể ngờ được. Cho nên cái liên trưng cầu dân ý rất là quan trọng đối với người dân Việt Nam của chúng ta. Thì Kim cũng kêu gọi tất cả đừng có thờ ơ, và chúng ta phải cố gắng tìm hiểu, và chúng ta phải làm cái nhiệm vụ bổn phận và nhiệm vụ của người con dân nước Việt. Kim xin phép được bắt đầu đọc bài nhận định của chính phủ. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Nhận định ngày 15 tháng 8 năm 2020. Tại sao Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân mà không hợp tác với Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phúc? Hiện nay, Cộng sản Việt Nam, Việt Cộng rất lo sợ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nên đã tung ra những luận điệu tuyên truyền như Việt Cộng đang cầm quyền, có tiền, có quân, tại sao Mỹ phải ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân? Hoặc trước đây Mỹ ủng hộ ngài, nhưng nay không còn ủng hộ nữa, vân vân và vân vân. Thậm chí dụ dỗ, hăm dọa hay ép buộc những thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có thân nhân tại Việt Nam phải rút lui ra khỏi chính phủ hay phải viết ra những lời vu khống, chụp mũ vị lãnh đạo. Do đó, chúng tôi xin có bài nhận định sơ khởi này, mong được sự chú ý và điểm xuyết của cao nhân, điểm xuyết thêm của cao nhân. Thứ nhất, Hoa Kỳ là một cường quốc văn minh, dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Các hoạt động chính trị, kinh tế đều dựa trên căn bản luật pháp. Ngay trong việc chi tiền ủng hộ các ứng viên tổng thống cũng có luật lệ giới hạn, không thể cho hay ủng hộ bao nhiêu cũng được. Tổng thống cũng phải khai báo và đóng thuế lợi tức như mọi người dân bình thường khác. Trong khi đó, Việt Cộng chủ trương quyền bính, cướp giật, thậm chí giả mạo các công chứng thư mà hầu như cả thế giới đều biết. Bản thân Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phúc đều là những tên phạm pháp, tài sản của chúng do tham nhũng, chiếm đoạt, cướp bóc của đồng bào mà có. Vì tôn trọng dân Việt nên Hoa Kỳ phải đón tiếp những người đứng đầu nước như một quốc khách. Thế nhưng, nếu nhận xét cho kỹ thì họ đã tiếp đón những tay đầu sỏ Cộng đảng Việt Nam một cách rất khinh rẻ. Như là đi cổng sao, thiếu các nghi lễ dành cho người đứng đầu một nước. Tóm lại, sự quan hệ giữa Mỹ và Việt Cộng chỉ thuần trên việc giao thương, trao đổi làm ăn và tình báo. Thứ hai, chế độ Cộng sản tại Việt Nam là một trong số ít ỏi còn sót lại trên thế giới mà Hoa Kỳ vẫn liệt kê là thành phần đối kháng. Tất cả bang giao mà chính phủ Hoa Kỳ trao đổi với Trung Cộng hay Việt Cộng đều đi ngược với hiến pháp, nên phải dựa theo tu chính án Jason Vanisk để cho phép Tổng thống Mỹ thiết lập quan hệ với các nước thù nghịch, trong đó có Trung Cộng và Việt Cộng, với những điều kiện giới hạn, có nghĩa là tạm thời và từng đề mục đều được biểu quyết và gia hạn hàng năm. Việc khai thác hàng triệu tỷ thùng dầu tại Biển Đông là một đầu tư khổng lồ và lâu dài, không thể ký kết với một chế độ không bền vững và phạm pháp. Nếu chúng ta nhìn vào thực tế thì tại Việt Nam hiện nay chỉ có các nước như Nhật, Đại Hàn, Singapore, Tàu là có cơ sở
Còn Hoa Kỳ và các cường quốc đồng minh Âu Mỹ vẫn không có các cơ sở thương mại chính thức. Họ chỉ viện trợ các chương trình cứu tế xã hội dành cho các nước đói nghèo như trợ giúp y tế, xã hội, quân sự nhỏ giọt hay đào tạo sinh viên hoặc huấn luyện nghề nghiệp mà thôi. Thứ ba, nếu Hoa Kỳ ủng hộ cho các đầu sỏ Cộng sản Việt Nam thì phải đương đầu với các giao kèo, hợp đồng do Việt Cộng ký kết với Tàu Cộng, đặc biệt trong việc khai thác dầu khí tại Biển Đông. Lúc đó, Hoa Kỳ sẽ phải tranh giành với Tàu Cộng, không khéo lại có họa chiến tranh nguyên tử, mà nhân dân Việt Nam sẽ phải trực tiếp gánh chịu hậu quả diệt vong. Nhưng đối với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì vì chưa có một giao kèo nào ký kết với Tàu Cộng, nên việc tranh chấp chỉ nằm trong vấn đề xác nhận chủ quyền, mà Việt Nam đã có đầy đủ các văn kiện, văn bản, địa lý, sử ký để xác nhận chủ quyền của mình trên các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, v.v. trước quốc tế. Do đó, việc Hoa Kỳ ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thay thế Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong vai trò đại diện nhân dân Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc sẽ dễ dàng, ít tốn kém và tránh đương đầu trực tiếp với Tàu Cộng và sự chọn lựa khôn ngoan và thích hợp nhất trong vị thế của Mỹ hiện nay. Thứ tư, dù có thay đổi ra như thế nào đi nữa, thì Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phúc cũng là những tên Việt Cộng. Có muốn quên đi quá khứ hay xóa bài làm lại từ ngữ mà cộng đồng Việt Nam đã dùng, thì chắc chắn Hoa Kỳ cũng vẫn thân thiết với người quốc gia và cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ hơn lũ Cộng sản. Họ không bao giờ quên cái chết của 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam. Huống gì, Tổng thống Đào Minh Quân lại từng là Host Committee của Đảng Cộng Hòa, lại là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tham dự trong các chương trình huấn luyện đặc biệt của Mỹ. Đương nhiên, ông là người đồng minh đáng tin cậy nhất trong quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Do đó, dù ông Quân đã im lặng sau khi chính thức nhận trọng nhiệm thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 1991, nhưng các văn thư quan hệ với ông, chính phủ Mỹ đều có sự cung kính và dùng danh xưng Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Honorable Prime Minister Quân. Trước đây, hoặc ngài Tổng thống Đào Minh Quân, Honorable President Quân Đào. Hiện nay, thêm vào đó, ông Quân là người tốt nghiệp tại Hoa Kỳ, từng là chủ nhân các công ty, hãng xưởng đã làm ăn, giao dịch với Mỹ hàng chục năm nay. Tất nhiên, phải có sự gắn bó, tin tưởng hơn sự quan hệ với những tên Việt Cộng đầu trộm đuôi cướp như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc. Thứ năm, bản thân những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam đều có quá trình tham nhũng, cướp của, giết người, dù có lặng lẽ, thay da mặt, học khiêu vũ, nhảy đầm, đánh quần vợt, cũng vẫn không che giấu được quá khứ là những tên đầu trộm đuôi cướp. Còn Tổng thống Đào Minh Quân là người trung hậu, đáng tin, có học thức, có kiến thức và đương nhiên có nhân dáng và trí tuệ hơn những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, tay sai đắc lực của Tàu Cộng. Huống gì đường lối của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân không gây chiến, ôn hòa, tha thứ, nên nhiều cán binh, bộ đội Việt Cộng đã ly khai, rủ nhau theo về với ông và được thu dụng, không phân biệt đối xử. Hải ngoại cũng có người nhắm mắt
chạy theo Nguyễn Tấn Dũng, hay ngấm ngầm làm tay sai cho Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng theo vì tiền, phải cong lưng, cúi đầu như những tên Việt gian đáng tủi hổ và bị cộng đồng khinh bỉ, nguyền rủa. Hải ngoại, còn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lấy chính đạo thu phục lòng người, lấy nhân nghĩa kết giao tứ xứ, nên những người theo ông không phải vì tiền, và còn được tôn trọng hơn, và vì đã tìm về với cội nguồn và chính nghĩa đại đoàn kết quốc gia dân tộc. Việt Cộng đã từng chiêu dụ những cán bộ của Tổng thống Đào Minh Quân như Lê Minh, Phạm Trí, Nguyễn Đức Sĩ, Trần Ngọc, vân vân, nhưng họ vẫn kiên định lập trường quốc gia. Trong khi đó, kể cả hàng tướng lãnh Việt Cộng như Trung tướng Đỗ Xuân Diễn, Thiếu tướng Hoàng Cầm hay lớp cán bộ cao cấp của Phòng Bảo vệ Chính trị Trung ương như ông Vũ Thanh Bình, ông Hoàng Quang Huy cũng đã được chiêu hiền theo Tổng thống Đào Minh Quân. Tuy ông Quân vẫn còn miệt mài tranh đấu, không có nhiều tiền của hay dùng quan chức để mua chuộc. Thứ sáu, không chỉ là một nhà lãnh đạo có tư cách, có nhân dáng, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân còn là một người có tài kinh bang tế thế. Ông là một trong những người Việt thành công sớm nhất về ngành điện toán tại Hoa Kỳ. Hiện nay, cộng đồng người Việt đã sản sinh rất nhiều nhân tài về kỹ thuật, về hành chánh, thương mại, y khoa, vân vân. Nhưng dù trong lĩnh vực nào thì cũng cần đến điện toán. Một người lãnh đạo có khả năng về điện toán cũng là một điểm son cho đất nước. Chính Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lúc đang ứng cử đã lấn lướt ứng cử viên Tổng thống John McCain vì sử dụng đội ngũ điện toán rất linh hoạt. Thứ bảy, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân được lòng quần chúng hơn những tên chóp bu Cộng sản Việt Nam. Nếu người dân trong nước được nói sự thật, thì có lẽ ai cũng căm thù, than oán, không tin được bọn này. Kể cả những người đang làm việc với chúng, bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam tham quan ô lại cũng biết điều này. Thượng bất chánh, hạ tất loạn. Một đất nước mà người cầm đầu bất chánh, gian tham, bạo tàn, nhiều mưu mô thâm độc, bán nước, hại dân, chắc chắn không thể nào làm cho dân giàu, nước mạnh, mà chỉ tạo ra những tập đoàn phe đảng cấu kết nhau đục khoét tài sản và tài nguyên quốc gia. Chúng thì rất giàu có, tiền rừng bạc biển, nhưng người dân thì nghèo đói, tàn tạ, đau thương. Nguyễn Tấn Dũng thường dặn dò người nhà rằng, cho phép làm, nhưng đụng chuyện là y không ra mặt đâu, khiến đàn em đối diện tù đầy và chết chóc như Dương Chí Dũng, Bầu Kiên, Đinh La Thăng, vân vân. Đã nói lên chính bản thân Nguyễn Tấn Dũng cũng biết cơ cấu Việt Cộng hiện nay từ trên xuống dưới chỉ là tập đoàn gian tham, mafia buôn lậu, một đảng cướp không hơn không kém. Tất cả quyền năng đều tập trung vào tay đảng trưởng và các bộ hạ thân tín. Còn Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc thì khi họp mặt với đàn em chỉ để bày chuyện tham nhũng, đục khoét tài sản quốc gia, trấn áp nội bộ, làm sao an toàn, kín đáo cúi đầu làm tay sai cho Tàu Cộng. Đàn em nào được bao che thì còn kiếm ăn, nếu bại lộ bị hy sinh cũng ráng chịu. Cách điều hành này làm sao tạo được quan hệ bền vững với những công trình khai thác, đầu tư lâu dài hay rộng lớn trên bình diện quốc gia, nhất là với các chính quyền có căn bản luật pháp như Hoa Kỳ. Cho dù Cộng sản Việt Nam mua chuộc, thậm chí hăm dọa một vài thành viên để viết bôi bác về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hay ngầm gọi điện thoại tuyên truyền,
sẽ được cho tiền nếu tạo ra được dư luận hoang mang để chống phá uy tín của Tổng thống Đào Minh Quân. Nhưng nếu có một cuộc tổng tuyển cử trong lúc này, Việt Cộng sẽ không có được một nhân tuyển nào để so sánh với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, và chắc chắn chúng sẽ thảm bại. Do đó, Việt Cộng vẫn chưa dám tổ chức phổ thông bầu phiếu kín, mà chỉ dám bịp bợm bằng thủ đoạn đảng cử dân bầu. Có nghĩa là dân chỉ được bầu trong số những tay sai do Việt Cộng đưa ra, chứ không được tự chọn lựa người xứng đáng và tin cậy. Thứ 8, gần 30 năm trước đây, khi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân vừa mới thành lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, dù chưa có kinh nghiệm, chưa có cán bộ, chưa có tin tức đầy đủ, ông đã cùng đồng bào đánh bại âm mưu của Cộng đảng Việt Nam và Cộng sản quốc tế khi chúng âm mưu nộp đơn lên Cơ quan Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO xin vinh danh tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật thứ 100 năm giả của y vào ngày 19 tháng 5 năm 1989. Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị ê chề nhục nhã khi hồ sơ của tên Việt gian này bị ngưng lại, không cứu xét vì không dám đưa ra dấu vân tay của Hồ Chí Minh để so sánh với dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc trong thẻ căn cước mà phòng nhì của Pháp Quốc còn lưu trữ. Huống gì ngày nay, nhân tài Việt Nam càng đông đảo, kinh nghiệm dồi dào hơn, thì việc đương đầu với những đệ tử của Hồ Chí Minh như Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phúc là chuyện quá dễ dàng. Nhưng Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa luôn giữ đại tính, muốn toàn dân hiệp lực, bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt, cùng nhau chia sẻ mối lợi tức khổng lồ hàng ngàn tỷ đô la từ công cuộc khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Và cũng vì ông chủ trương đại đoàn kết toàn dân để chống lại áp lực của Tàu Cộng, nên mở ra con đường nhân ái, chính nghĩa và thân tình dân tộc, kết hợp với tất cả mọi chính kiến, mọi lực lượng, kể cả những người cộng sản ly khai đều được chiêu hiền muốn tìm về với cội nguồn dân tộc, muốn góp phần trong chính nghĩa quốc gia, mong muốn làm tôi mọi tai sai cho Tàu Cộng như bọn đầu sỏ Việt Cộng hiện nay. Không muốn làm tôi mọi tai sai cho Tàu Cộng như bọn đầu sỏ Việt Cộng hiện nay. Tổng thống Đào Minh Quân chủ trương không làm khổ dân và còn muốn chia sẻ với lân bang về những may mắn của Việt Nam. Chính sách này sẽ đem hòa bình đến toàn Đông Nam Á và thế giới. Nhân dân Hoa Kỳ là những người có thành tích khai phá, tin kính Thượng Đế, yêu chuộng dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Tất nhiên sẽ hỗ trợ cho Tổng thống Đào Minh Quân hơn là giúp cho những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam ác ôn, vô thần và đám lâu la tàn độc. Đương nhiên, khi nhân dân Hoa Kỳ muốn, thì chính phủ Hoa Kỳ phải tuân theo. Đó là hiến pháp, đó là nền tảng mà không một vị nguyên thủ quốc gia nào muốn đi ngược lại. Ngoài ra, Tổng thống Đào Minh Quân đã được trên 5 triệu phiếu trưng cầu dân ý của người Việt trong nước và trên thế giới sử dụng hệ thống trưng cầu dân ý bầu chọn làm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để đại diện toàn dân đứng ra giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam một cách chính danh theo đúng công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia, là yếu tố quan trọng của lòng dân và tính chất dân chủ không thể phủ nhận được. Thứ 9,
Tóm lại, Tổng thống Đào Minh Quân chủ trương đạo nghĩa, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, là một quốc sách lâu dài, giao dịch hay là làm ăn với một người có trung tín, nhân hậu, có sách lược bền vững, được dân thương mến, ủng hộ, đương nhiên được bảo đảm, được thuận lợi và hợp tình, hợp lý hơn là làm ăn với những kẻ đầu trộm đuôi cướp, bất hợp pháp, không thủy chung, gian hoa và mau thay đổi như Việt Cộng. Vả lại, chính những đầu xỏ Việt Cộng như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, khi muốn được cứu mạng, muốn thoát sự truy sát của kẻ thù, cũng phải tìm đến một nơi kiên cố, an toàn. Vòng tay nhân ái, độ lượng của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân với tình thương chan hòa vô bờ bến, luôn mở rộng cho những ai muốn tìm về cội nguồn dân tộc, tìm về một khung trời, một đất nước tự do, ấm no, hạnh phúc, miên viễn. Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kim vừa đọc xong bài nhận định của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái bài nhận định này sẽ trả lời cho tất cả những ai còn nghĩ là chính phủ này không được Hoa Kỳ ủng hộ. Thì chúng ta thấy rằng ở trong nội dung bài này là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, được Chính phủ Hoa Kỳ rất là tôn trọng và gọi Ngài bằng Honorable Prime Minister Quân, Minh Quân Đào. Cho nên là chúng ta thấy chúng ta là những người Việt, những người Việt còn trong nước mà đang bị Cộng sản cai trị, còn những người Việt lưu vong ở hải ngoại, thì vì sao mà chúng ta có mặt ở các nước trên thế giới? Đó là vì vấn nạn Cộng sản đã chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta, đã cướp nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng chúng ta đang rất hãnh diện là chúng ta đang có một người đứng ra để là một vị lãnh đạo để cứu đất nước Việt Nam của chúng ta thoát khỏi cái vòng tay tàn ác, vô nhân tính, vô lương tâm đã muốn hán hóa cả một cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta phải biết hiện tại là đất nước Việt Nam của chúng ta đang lâm nguy, mà những người Việt Nam, nhất là những người ở hải ngoại, cứ thờ ơ, vô cảm và dẫn dắt những người dân tại quốc nội đi đến một cái con đường chết chóc, thảm thương. Thì chúng ta suy nghĩ xem chúng ta có phải là những người mà mang cái dòng máu Việt hay không, hay là chúng ta đang tiếp tay cho Tàu Cộng để tàn sát cái đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì ở đây Kim muốn nói, người Việt chúng ta nếu còn lương tri thì phải đoàn kết lại để chúng ta quy về một mối, mà lấy lại đất tổ và cho người dân của chúng ta không phải trải qua bom đạn chết chóc, và tập trung lại để đoàn kết chống Tàu Cộng đang xâm lược, đang muốn giày xéo đất nước Việt Nam của chúng ta. Từ ngàn xưa thì nước Việt Nam của chúng ta cũng đã bị Tàu Cộng đã đô hộ cái đất nước Việt Nam của chúng ta cả ngàn năm. Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu và 100 năm nô lệ giặc Tây. Thì những người Việt Nam của chúng ta từ ngàn xưa đã bị Tàu đến xâm lược đô hộ. Thì trong những ngày tháng đó, cha ông của chúng ta cũng rất là khổ sở khi mà Tàu sang nước ta đã bắt những cái người con dân Việt của chúng ta phải đi mò trai ở dưới đáy biển, rất là khổ sở. Nhưng vì lúc đó là Tàu Cộng đã đến đô hộ đất nước Việt Nam của chúng ta, và cả ngàn năm luôn, từ chỗ đó cái cha ông của chúng ta đã, tổ tiên đã gầy dựng một cái đất nước Việt Nam với những người con dân Việt Nam có bản tính nhân hậu và độ lượng,
cái bản chất của người Việt Nam là thông minh, cần cù và hiền lành, chất phác. Và qua những thời đại mà Cộng sản Tàu, cái nước Tàu lúc đó chưa là Cộng sản, nhưng mà nước Tàu muốn đô hộ cái đất nước Việt Nam của chúng ta, thì đã biến những cái con người của Việt Nam của chúng ta từ những cái bản chất hiền lành và dần dần thay đổi. Cho nên là đến nay thì qua cái nạn mà vấn nạn Cộng sản Tàu thì cái bản chất của người Việt lại càng đi xuống nhiều hơn nữa, và đạo đức của người Việt lại không có còn thấy ở những người Việt Nam chân chính. Đa phần là chúng ta thấy những người Việt có cái bản tánh là ích kỷ, nhỏ mọn, tham lam và hèn nhát. Cho nên là nhìn chung thì chúng ta rất là đau lòng cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và nếu tình cảnh này mà kéo dài thì rõ ràng con người Việt Nam không còn bản chất lương thiện nữa. Vì càng ngày Cộng sản càng muốn biến những người Việt Nam của chúng ta thành những người mà không có một cái đầu óc sáng suốt nữa. Vì sao? Vì Cộng sản họ bóp cái bao tử và lúc nào cũng làm cho người dân đói. Chỉ lo kiếm miếng ăn trong ngày là đã quá khổ sở rồi, thì làm gì đến chuyện nói về cái tính hiền lành, nhân đức hay là thiện lương nữa quý vị. Tại vì kiếm miếng ăn không có, cho nên đã sinh sản ra những con người Việt Nam tham lam và chỉ cần có tiền hoặc là có thức ăn là được. Cho nên những người Việt Nam hiện tại bây giờ có người không có từ chối một cái gì để mà kiếm một cái miếng ăn, hoặc là thậm chí có những người mà đã có miếng ăn lại còn muốn thêm nữa. Cho nên cho chúng ta thấy có nhiều trường hợp mà rất là đau lòng, chẳng hạn như là những người mà vì có lẽ vì thiếu ăn cho nên đi ăn cắp ăn trộm. Thì Kim cũng đã nhìn thấy những hình ảnh những em nhỏ rất là tội nghiệp luôn. Và em nhỏ đó là ăn cắp gà, ăn cắp con gà, nhưng mà phải đứng treo cái bảng ở trước ngực là và con gà là cái tội ăn cắp. Quý vị, như vậy là đang sỉ nhục một cái đứa trẻ mà người Việt của chúng ta nhìn như thế có đau lòng hay không? Trong khi Cộng sản Việt Nam đang cai trị người Việt, họ ăn cắp tài sản của quốc gia và họ bán cả nước Việt Nam, trong khi họ chưa có cái, họ đâu có cái chủ quyền thực thụ của đất nước Việt Nam của chúng ta đâu, mà vẫn lấy để mà bán qua cho nước Tàu. Cho nên là tất cả những biển đảo của chúng ta dần dần mất vào tay của Tàu Cộng. Quý vị thử nhìn xem cái tội của ai nặng nhất. Những cái đứa nhỏ vì đói khổ nó phải đi ăn cắp ăn trộm. Thì nếu mà thời chúng ta, thời Việt Nam Cộng Hòa, thì có những cái tội xử rõ ràng và cũng không đến nỗi để cho cái đứa nhỏ nó phải đi ăn cắp ăn trộm như vậy. Vì những đứa nhỏ được đi học miễn phí thì cái trí tuệ của nó mở mang và nó biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chánh, đâu là tà. Thì những cái đứa nhỏ đó nó sẽ không bao giờ làm cái chuyện bậy bạ, có phải không quý vị? Cho nên chúng ta thấy rằng trong một cái đất nước mà cái hệ thống giáo dục được tốt đẹp thì những đứa trẻ được phát triển tốt đẹp. Còn một cái đất nước mà không có cho thế hệ trẻ đi học đàng hoàng và bóp chẹt cái bao tử và văn hóa thì cũng không có. Cho nên từ từ chúng ta nhìn thấy những con người Việt Nam rất là đáng thương và tội nghiệp. Nhưng những người chúng ta được sung sướng, chúng ta có nhìn thấy những người đau khổ hay không? Đó là một chuyện mà Kim muốn kêu gọi tất cả những người dân Việt Nam của chúng ta. Những người nào mà đã được may mắn hơn những người khác thì chúng ta hãy nhìn đến những người cực khổ hơn chúng ta mà có một cách gì đó để giúp đỡ. Nhưng mà nếu chúng ta giúp đỡ bằng cách là chúng ta cho bớt một cái số tiền của chúng ta đang có, thì đến bao giờ đất nước Việt Nam của chúng ta mới hết khổ đây quý vị? Vì một cái đất nước tan hoang như vậy mà cái đồng tiền của chúng ta bỏ vào đó, nó giống như là muối bỏ xuống biển vậy đó quý vị. Cho nên bằng cách nào chúng ta phải thay đổi được đời sống của con người ở Việt Nam.
Đó là một cách tốt nhất cho tất cả những người dân Việt Nam được no cơm ấm áo. Và chỉ có thay đổi một cái chế độ thì là người dân Việt Nam mới được thay đổi một cái đời sống tốt đẹp mà thôi. Vì hiện tại Đảng Cộng sản Việt Nam đang cai trị người dân Việt Nam, không cho thế hệ trẻ đến trường miễn phí. Tất nhiên là họ đang ngu dân để trị, chứ họ đâu có muốn cho người dân Việt Nam được phát triển trí tuệ đâu mà những đứa trẻ được đi học miễn phí. Đó là cái chính sách của họ đó quý vị, chứ không phải là họ không biết đâu. Họ đang cố tình diệt chủng người Việt của chúng ta đó bằng cái chính sách của Tàu đưa xuống, của Tàu Cộng đưa xuống. Cho nên là chúng ta phải sáng suốt để thấy được rằng chúng ta cần phải góp một bàn tay, một công sức. Mà đối với Kim, bây giờ Kim thấy nó không có lớn lao gì. Chỉ có một lá phiếu, chúng ta vào Google từ 3 đến 5 phút thì chúng ta có thể toàn dân đồng lòng đoàn kết lại, thì chúng ta có thể lấy lại đất nước của chúng ta một cách dễ dàng. Đó là do công lao của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài đã miệt mài tranh đấu để tìm mọi cách cứu người dân Việt Nam của chúng ta. Thì hiện tại người dân Việt Nam của chúng ta hãy nói với nhau, hãy chia sẻ với nhau, hãy cố gắng vào Google để chúng ta trưng cầu dân ý. Còn những người nào mà chúng ta thấy không có điều kiện thì chúng ta nên làm giúp cho những người mà chúng ta tin tưởng được là những người đó là hiền lành chất phác. Cho nên là quý vị nên vào trong Google, cầm điện thoại thông minh lên, vào Google, nhấn ba chữ www.trưngcầudânýviếttắt.us. Đó là một cái link ngắn nhất. Và chúng ta có thể vào link thứ hai là www.trưngcầudânýviếttắt.info. Info Kim đánh vần là y ngắn NFO. Hoặc là chúng ta cũng vào Google đánh ba chữ www.trưngcầudânýviếttắt.world. Chữ world Kim đánh dần là WORLD. Hoặc là chúng ta vào cái link dài là www.chinhphuquocgiavietnamlamthoitrungcầudanhy.com. Thì cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trưng cầu dân ý, nguyên một cái hàng dài đó chúng ta viết tắt hết rồi .com, thì chúng ta sẽ chọn một cái link để vào. Thì khi chúng ta chọn một link để vào trong Google, chúng ta nhấn vào link đó, sẽ hiện lên cho chúng ta thấy bốn chữ in lớn trưng cầu dân ý viết tắt. Nhấn tiếp vào bốn chữ đó sẽ hiện lên cho chúng ta thấy lá phiếu để chúng ta điền vào. Trong lá phiếu thì quý vị nên điền đầy đủ từ trên xuống dưới. Lúc xưa thì quý vị chừa cái hàng nào mà không có hoa thị đỏ, nhưng mà từ bây giờ trở đi thì tất cả những người dân nên điền đầy đủ những chi tiết trong đó, vì sắp tới chính phủ sẽ làm thẻ căn cước cho người dân, và khi trưng cầu dân ý thì người dân sẽ bổ túc thêm những cái hồ sơ để cho đầy đủ cái bộ hồ sơ mà chính phủ sẽ làm cho người dân thẻ căn cước. Và tại sao chúng ta phải bổ túc? Là vì cái thẻ căn cước đó là đem quyền lợi cho đến người dân. Cho nên là người dân nào mà có lập trường vững, là lập trường không có chấp nhận chế độ cộng sản, thì người dân đó sẽ được thẻ căn cước và sẽ được có cái điều kiện thuận lợi. Chẳng hạn như là các em được đến trường miễn phí, hoặc là chúng ta vào bệnh viện không có tốn tiền. Cái đó là không có bắt buộc nha quý vị. Cho nên là người nào biết là mình không có chấp nhận chế độ cộng sản thì chúng ta mạnh dạn làm. Còn chúng ta không muốn làm thì cái đó quyền của người dân mà thôi. Thì khi mà chúng ta điền những cái chi tiết trong lá phiếu trưng cầu dân ý thì chúng ta trả lời ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là chúng ta có đồng ý ủng hộ cho Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để đem nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa về đất nước Việt Nam để lấy lại đất tổ,
không làm khổ dân hay không? Đồng ý thì chúng ta nhấn vào chữ có. Câu hỏi thứ hai, chúng ta có muốn tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa, hay là những người phụ nữ thì tham gia vào Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu? Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu là do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sáng lập. Vì mục đích của Ngài muốn sáng lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu để đem lại cho người dân, những cái người phụ nữ Việt Nam, là những người Việt Nam, là những người phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ, trong tương lai sẽ lấy lại danh dự cho những người Việt Nam mà hiện tại đang bị cai trị dưới cái chế độ tàn ác, độc tài của Cộng sản Việt Nam. Người phụ nữ Việt Nam trong tương lai sẽ vươn ra ngoài thế giới và được các nước cường quốc trên thế giới tôn trọng. Giống như hiện tại chúng ta cũng có Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân được nước Hoa Kỳ làm đệ nhất cường quốc, đang rất tôn trọng Ngài vì Ngài là một vị lãnh đạo anh minh sáng suốt để cứu người dân Việt Nam của chúng ta, cho nên chính phủ Hoa Kỳ rất là tôn trọng Ngài. Thì câu hỏi thứ hai này, Kim kêu gọi là tất cả những người Việt Nam trên 18 tuổi nên tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa, để giúp cho chính phủ khi về nước thì sẽ có nhiều bàn tay góp sức để xây dựng lại một cái đất nước mà đã tan hoang sau những năm tháng bị Cộng sản Việt Nam cai trị, đã phá nát hết cái đất nước của chúng ta, từ môi trường, thức ăn và tất cả cái gì cũng là độc hại đối với người dân Việt Nam của chúng ta. Cho nên là những người dân Việt Nam có ý thức, chúng ta nên tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa, để giúp cho đất nước mau hồi sinh trở lại và sẽ sánh vai với cường quốc, các cường quốc trên thế giới. Câu hỏi thứ ba là chúng ta có ghi những lời, những cái chi tiết của chúng ta ở trong lá phiếu bằng sự thật hay không? Thì Kim cũng đã nhắc đi nhắc lại là chính phủ này là duy thật lật cộng, có nghĩa là tất cả chúng ta làm đều bằng sự thật, chúng ta nói cũng bằng sự thật, chứ chúng ta không có nói dối, không có làm dối giống như Cộng sản Việt Nam. Cho nên tất cả những gì mà quý vị ghi trong cái lá phiếu cũng bằng sự thật, những chi tiết đó là đều bằng sự thật, thì chúng ta sẽ nhấn vào chữ có ở câu thứ ba. Và khi trả lời câu thứ ba xong thì tất cả đã xong, điền cái lá phiếu đã xong, thì người dân nên nhấn vào để gửi đi. Thì khi gửi đi, những chi tiết của chúng ta vừa điền trong lá phiếu hoàn toàn biến mất và hiện ra cho chúng ta cái số căn cước. Thì quý vị nên lấy giấy viết ra để ghi lại số căn cước và cất ở một nơi nào đó an toàn. Và sau đó chúng ta nhấn lần thứ hai để gửi đi, thì lá phiếu sẽ hoàn toàn biến mất trên điện thoại cầm tay của chúng ta, rất là an toàn. Chỉ có 3 đến 5 phút là chúng ta đã thực hiện xong cái quyền lợi và trách nhiệm của một người dân Việt Nam mà từ nào đến giờ ngoài miền Bắc hơn 75 năm và ở miền Nam hơn 45 năm, người dân Việt Nam không có được cái quyền này, quý vị. Kim nói có đúng hay không? Người dân Việt Nam không có bao giờ được đi đến thùng phiếu để bỏ phiếu cả. Vì Cộng sản ngồi ở trên đầu người dân và cai trị người dân, thì làm sao mà cho người dân đi bầu cử được, quý vị? Tại vì nếu cho người dân được tự do đến để bầu phiếu, thì quý vị nghĩ xem những cái tên chóp bu đó nó còn được ngồi ở trên đó hay không, quý vị? Kim chắc chắn bảo đảm là không được ngồi đâu. Tại vì người dân sẽ mời họ xuống đó. Nhưng mà vì họ đàn áp, họ dùng cái bạo lực để đàn áp người dân Việt Nam, cho nên người dân Việt Nam tội nghiệp lắm.
muốn nói cũng không dám nói, muốn làm gì cũng không dám làm. Người dân Việt Nam hiện tại đang bị cầm tù trên cái quê hương xứ sở của mình. Quý vị thấy có đau lòng hay không? Nếu chúng ta biết đau lòng vì những người thân tộc của chúng ta hiện còn kẹt lại ở quê nhà, thì chúng ta nên hãy đoàn kết lại, cùng chung tay góp sức để trưng cầu dân ý, quy về một mối, đoàn kết với nhau. Hiện tại, nếu như mà những người dân Việt Nam ở hải ngoại còn mù mờ, thì Kim nghĩ rằng những người đó có còn lương tri hay là không, hay là sống ích kỷ cho bản thân mình, ai chết mặc ai, thì chúng ta thấy khi mà chúng ta nằm xuống, có hối hận cũng không kịp. Vì khi hối hận, lúc đó còn làm được gì quý vị? Lúc đó là sắp sửa hồn lìa khỏi xác. Và cái xác nằm lại đó, nhưng cái hồn bay đi về đâu? Và lúc đó chúng ta có cảm thấy hối hận và muốn làm một điều gì đó để được thay đổi, nhưng đã muộn rồi quý vị. Cho nên tất cả những người dân Việt Nam hãy lắng lòng lại để chúng ta biết được rằng chúng ta đang được cứu. Tất cả dân tộc của chúng ta đang được cứu, và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang có một người lãnh đạo anh minh sáng suốt, đó là Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài song hành với Hoa Kỳ và 27 nước châu Âu, cho nên chúng ta có một cái thế rất là mạnh. Mà tại sao người dân Việt Nam không biết, và trên diễn đàn có nhiều người nói ra không biết, không có. Nhưng mà đó là vì do Cộng sản đang lèo lái người dân của chúng ta, không cho người dân thấy, không cho người dân biết. Nhưng Kim thử hỏi, chúng ta nên đặt một câu hỏi nha quý vị. Cái trí tuệ của chúng ta ở đâu khi mà người ta nói những cái lời vô lý, những cái lời mà chúng ta thấy nó không có cái gì mà đáng tin cậy, mà tại sao chúng ta tin? Cho nên Kim nghĩ rằng những người mà không biết, không thấy là những người không muốn biết, không muốn thấy, chứ không phải là họ không biết, không thấy. Vì hiện tại cái hệ thống điện toán, cái hệ thống mà kỹ thuật của cái mạng xã hội rất là văn minh, cho nên người dân Việt Nam Kim nghĩ là đã thông minh rất là nhiều. Cho nên người dân đã nhìn ra được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là trắng, đâu là đen, đâu là chánh, đâu là tà. Và người dân Việt Nam không dễ để cho những người vô lương tri đó dẫn dắt để cuối cùng cả một dân tộc bị diệt vong. Đây không phải là chuyện đơn giản quý vị. Đây không phải là chuyện đơn giản như chúng ta nói qua đường thôi. Mà đây là một cái sự thật rất là đau lòng mà người dân Việt Nam của chúng ta đừng thờ ơ nữa. Vì Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có nói là người Cộng sản làm cách mạng không phải để mang hạnh phúc đến cho người dân, mà họ làm cách mạng để người dân mang hạnh phúc đến cho người Cộng sản. Quý vị thấy câu nói của Ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói như thế có chính xác không quý vị? Rõ ràng chúng ta thấy người Cộng sản làm cách mạng là họ muốn cho người dân đem hạnh phúc đến cho họ. Tại vì sao? Tại vì họ đang hút máu người dân. Nếu mà họ dùng những cái đồng tiền thuế của người dân, họ trang đều ra cho những quyền lợi của người dân, có phải người dân được no cơm ấm áo hay là không? Còn tất cả những tài nguyên quốc gia là họ chia nhau, chia chác với nhau. Bây giờ những cái tên đầu sỏ Cộng sản thì giàu kết xù, trong khi người dân Việt Nam thì đói khổ, miếng ăn trong ngày còn không có đủ. Quý vị thấy họ tàn ác hay không? Cho nên chúng ta, hiện tại chúng ta đang có Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài đem quyền lợi cho toàn dân Việt Nam của chúng ta. Chúng ta hãy nên tìm hiểu cuốn Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Và nếu chúng ta có điện thoại thông minh thì vào Google chúng ta đánh chữ BIT, Kim nói là tiếng Anh là chữ bit, tiếng Việt là chữ b, chữ y ngắn, chữ tờ, chấm ly, tiếng Anh,
tiếng Việt là đọc là L, y dài. Rồi chúng ta đánh cái dấu xéo, đánh cái dấu xéo và tiếp tục đánh chữ hiến pháp, nguyên chữ không bỏ dấu, hiến pháp. Rồi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa viết tắt. Sau đó chúng ta nhấn vào sẽ cho chúng ta thấy nguyên một cái cuốn hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để cho chúng ta đọc. Và rất là hay ở chỗ là chúng ta lật từ trang được. Khi mà chúng ta lên được cái cuốn hiến pháp thì tay phải chúng ta chỉ cần khều qua bên trái thì từng trang sẽ được lật ra cho chúng ta đọc. Đó là thành quả của những người con yêu của đất nước Việt Nam của chúng ta muốn cống hiến cho tất cả người dân được cái phương tiện dễ dàng để đọc được cuốn hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, để biết được quyền lợi của mình được có gì khi Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về trên đất nước Việt Nam. Cho nên người dân Việt Nam đừng có chạy theo những cái trò chơi vô bổ ở mà Cộng sản Việt Nam đang muốn lái, muốn lèo lái người dân Việt Nam đi đến chỗ mà những cái trò chơi không có trí tuệ gì cả, những trò chơi dâm ô, những cái trò chơi bạo lực, làm cho những người dân Việt Nam không còn biết cái tính lương thiện là gì cả. Cho nên chúng ta hãy lắng lòng lại để tìm hiểu và tìm đọc quyển Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa có trên Google, và chúng ta sẽ thấy được quyền lợi của người dân được tất cả khi mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về trên đất nước Việt Nam. Chúng ta nhanh tay lên, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài ví Ngài như là đôi giày, đôi dép cho người dân mang. Thì chúng ta thấy còn cái gì nữa không quý vị? Tất cả những người mà thường ở cái hàng cao cấp á, thì chúng ta thấy giống như mà Cộng sản Việt Nam đang cai trị người dân đó, thì có bao giờ mà họ lo cho người dân hay không? Và lúc nào họ cũng dùng những cái biện pháp mà đàn áp người dân. Trong khi Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài ví Ngài như là đôi giày, đôi dép để cho người dân mang. Quý vị thấy, Ngài đã hạ mình Ngài xuống như vậy, vậy mà còn có nhiều người họ chỉ trích là Ngài tự cao, tự đại, rồi tự phong Đức Quốc Công. Quý vị so đi, từ cái câu mà Ngài ví Ngài là đôi giày, đôi dép thì còn cái gì nữa để mà nói là Ngài tự cao quý vị? Còn cái gì nữa hay không? Quý vị thấy không? Cho nên là những cái người mà người ta muốn chống phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chống phá cái vị lãnh đạo của chúng ta, thì chúng ta thấy có vô lý hay không? Người dân Việt Nam của chúng ta bây giờ khôn lắm quý vị. Cho nên là chúng ta so sánh với cái câu mà họ nói là Ngài là tự xưng là Đức Quốc Công, là tự cho ta đây là làm vua hay cái gì tùm lum, nhưng mà chúng ta so cái câu giữa ngài nói người dân hãy xem Ngài như là đôi giày, đôi dép. Quý vị thấy còn cái gì nữa hay không quý vị, mà cho là Ngài tự cao rồi tự đại đủ thứ trơn. Kim thấy được, người dân cũng thấy được. Cho nên chúng ta đừng có nghe những cái gì mà dư luận bàn tán xôn xao, và Ngài ở đây cũng đã cho người dân sáng hóa ra được cái câu nói của Ngài Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thì hiện tại Ngài cũng giúp cho chúng ta hiểu được là chúng ta hãy nhìn cái bản chất của Cộng sản và đảng tính của chúng. Không có phải là những người Cộng sản mà từng cá nhân họ ác như vậy là tự bản thân họ đâu quý vị. Họ làm theo lệnh trên đó quý vị. Họ làm theo lệnh của đảng, mà đảng ở đây là đảng Cộng sản Tàu đó. Cho nên đó là một cái chính sách độc tài đảng trị. Và cái chính sách đó đi toàn bộ đàn áp người dân Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta đang được cứu. Chúng ta hãy làm một cái cử chỉ, một hành động nhỏ nhoi thôi. Đó là trưng cầu dân ý. Và toàn dân chúng ta nên làm một cái hành động đơn giản nhất, từ 3 đến 5 phút.
thì chúng ta, tất cả toàn dân Việt Nam của chúng ta không cần phải ra xuống đường biểu tình hay là gì cả, mà chúng ta, người dân Việt Nam của chúng ta rất là đáng thương và tội nghiệp. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã nhìn thấy những người dân không có một tấc sắt trong tay, nhưng mà họ vẫn cho người dân là phản động và âm mưu lật đổ chính quyền. Quý vị thử nhìn xem lật đổ cái gì, làm sao lật đổ được, trong khi họ có cái bán súng, họ có cái dùi cui, họ có dao, họ cắt cổ, mà người dân chỉ là những người tay không có một tấc sắt nữa. Quý vị thấy có vô lý hay là không? Cho nên từ chỗ đó gán cho người dân là cái tội phản động, là cái tội muốn lật đổ chính quyền. Quý vị thấy có tội nghiệp cho người dân Việt Nam hay không? Từ chỗ đó, người dân Việt Nam bây giờ sợ sệt và đẩy đưa những người dân mà trở thành hèn yếu nữa quý vị. Cho nên chúng ta đừng để mất đi cái bản chất lương thiện và anh hùng của người dân Việt Nam từ ngàn xưa cha ông đã để lại. Cho nên chúng ta phải can đảm một lần để cứu toàn thể đất nước Việt Nam của chúng ta. Chứ chúng ta đừng để chế độ Cộng sản đã làm cho người dân Việt Nam bây giờ trở thành những người không là những người vô tri vô giác, không biết suy nghĩ con đường nào để đi, không biết chọn cho mình một cái tương lai sáng lạng. Đó là một điều rất là đau lòng nha quý vị. Thì bây giờ thì Kim xin phát cho quý vị nghe một cái bài huấn từ của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Chị em cũng sẽ thấy được cái cảnh tượng tự nhiên nó hiện ra, một
nhiệm vụ là ngày xưa không bảo vệ được thì ngày nay ít nhất mình cũng có đem xác họ đến tự do. May là người vợ của chúng tôi cũng rất là thông cảm, vì lúc đó cũng sợ nếu mà lên máy bay hay qua Transiscam mà bị khám phá, không biết cái luật nó có cho mình đi hay không, và mỗi lần mà bị chặn lại cũng khó dễ. Nhưng mà có lẽ là trời thương cho nên mọi chuyện rất là dễ dàng. Cảm ơn anh chị em nhắc lại câu chuyện của chúng tôi cũng bị xúc động nhé. Thôi được, từ bên này chúng tôi đổi cái đề tài để cho anh chị em có vài lý thức giải trí sau hơn 2 tiếng đồng hồ căng thẳng. Vì thưởng thức cũng có, mà vì suy luận cũng có, và suy niệm về các cái bài thuyết trình thì rất hay và rất xúc tích của các vị đại biểu đã giảng tối hôm nay. Bây giờ tôi đố cái này, nhưng mà có lẽ tôi sẽ mời những vị thuyết trình viên bữa hôm nay, tại quý vị giảng rất hay nên buộc lòng chúng tôi phải thử quý vị. Bây giờ nếu có một số 8 mà quý vị chia đôi thì là ra số mấy? Bây giờ trước hết là tôi mời 6029. Dạ, 6029 xin trân trọng kính chào ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Vương, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Dạ, nếu như số 8 mà chia đôi là nó ra số 0 ạ. Rồi, cảm ơn. Bây giờ tôi mời 6012, số 8 chia đôi là mấy? Dạ, 6012. Xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng tất cả quý đại biểu. Dạ, thì theo như A6012 thì số 8 mà chia đôi ra đó thành 2 số 3 hả? Dạ, dạ xin hết Tổng thống. Rồi, bây giờ có vị nào mà thấy hai vị này trả lời không có trúng không ạ? Tôi mời 6005. Trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Theo như tôi nhận thấy là hai vị trả lời đều đúng. Riêng tôi ấy, thì tôi lại nghĩ là khởi đầu ấy, thì nó là một con số 8. Thế là cái giá trị của số 8 rất là cao. Nên khi chúng ta cắt đôi nó ra thì không còn cái gì đó nữa. Thì đó là sự suy nghĩ của A6005. Xin trân trọng, xin cảm ơn Tổng thống.
8 và mình cầm ngược lại nó cũng là số 8 và mình lật qua bên kia nó cũng là số 8. Nên cái việc cái số 8 nó cũng là, tại sao người ta lấy không lấy một cái số khác mà phải lấy số 8? Thì cái số 8 nó thì cũng tùy theo cái người khi mà họ cầm. Cái số 8 đó thì cũng tùy theo cái trình độ của người đó là khoa học cũng như đại biểu 7005 hoặc là 7020. Còn những cái đối với người dân bình thường mà cầm cái số 8 bẻ đôi thì cũng giống như là đại biểu 6029 và 6012 cũng đã trình bày. Thì theo 7034 thì cái cách mà cầm cái số 8 thì cũng tùy thuộc về cái người đó về cái trình độ. Nếu mà đơn giản nhất mà cái bánh bẻ đôi thì cũng là hai con số 3, hai con số 0. Còn nếu mà dùng phép chia là con số 8 mà chia đôi thì sẽ là 4. Nhưng mà thực sự ra khi mà cái câu hỏi của Tổng thống mà nói để chia đôi con số 8 thì 7034 chỉ nghĩ là bình thường là chia ra làm 2, là mình bẻ làm 2 là 2 số 0, 2 số 3. Dạ, vậy không bằng muốn xin hết. Dạ, xin cảm ơn Tổng thống và quý vị đã lắng nghe. Rồi, bây giờ chỉ còn người cuối cùng nữa là ông A7006. Dạ, trân trọng kính thưa Đức Quốc Công, kính thưa quý giữ chức của Tổng giám. Theo cái câu hỏi của Đức Quốc Công hỏi thì tôi trả lời. Câu hỏi của Đức Quốc Công hỏi rằng là chia chứ không phải là trẻ. Nếu chia 8 chia 2 là còn 4, còn trẻ thì lại nếu mà trẻ nghe trẻ dọc thì nó ra số 3 hoặc nó ra số 0. Dạ, kính thưa hết ạ. Rồi, cảm ơn 7006. Bây giờ tôi mời Trung tướng Lâm Ái Huệ. Dạ, A7001 trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến thuật và xin chào tất cả quý đại biểu. Dạ, kính thưa Đức Quốc Công, xin trả lời câu hỏi của Đức Quốc Công. Nếu nói về toán học thì số 8 chia 2 thì bằng 4. Còn nếu về lấy hình chia 2 thì cũng có thể là 2 con số 6. Dạ, trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến thuật và xin chào tất cả quý đại biểu. Rồi, chỉ còn có một người mà người đang điều khiển cái phòng FTC này, không biết anh trả lời được không, mời 6 ngày. Dạ, A600 trân trọng kính thưa Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. A600 là trả lời mà 8 chia 2 thì còn một nửa à? Dạ, xin hết. Dạ, 7004 xin phép Tổng thống cho 7004 trả lời. Ồ, hay quá, giờ mời 7004. Dạ, xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân và quý đại biểu. Tất cả quý đại biểu trả lời, nói chung ai cũng có lý lẽ rất là hay. Riêng A7004, xin tóm gọn theo Tổng thống nói chia đôi là mấy, thì A7004 chỉ nói gọn là 8 chia đôi là 2 phần bằng nhau. Dạ, xin hết ạ. Xin cảm ơn Tổng thống và quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tất cả quý vị và anh chị em. Thật sự là bữa nay chúng ta mới thấy là trên diễn đàn những vị đại biểu của chúng ta rất là thông thái, phải không ạ? Không có người nào trả lời chặt hết á. Cảm ơn quý vị và anh chị em. Có phải anh chị em đồng ý rồi, nãy giờ đâu có ai trả lời chặt đâu, phải không? Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Anh chị em cứ suy nghĩ, tại vì
suy nghĩ của 6029 thì tức là nếu nói về tình yêu thì có lẽ là mình muốn dành cho cái đối phương là những cái điều gì nó tốt đẹp hết, nhưng mà tức là khi xa thì sẽ thấy nhớ. Dạ, 6029 chỉ có suy nghĩ như vậy. Dạ, kính thưa Đức Quốc Công ạ. Cảm ơn 6029. Bây giờ tôi mời A6000. Dạ, A6000 trân trọng kính thưa Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đối với A600 thì tình yêu nó cũng khó định giải được. Mẹ yêu con, cha yêu con, cha mẹ yêu con, là vợ chồng yêu thương nhau, là những cặp trai gái yêu thương nhau, tình yêu thì nó rất là cao cả và khó lý giải. Nói tóm lại thì đối với A600, tình yêu nào cũng đều mang tới cái sự mà chấp nhận, hy sinh cho đi, không có yêu cầu thay đổi lại những cái gì mà mình đã cho đi, cái tình yêu của mình. Và mình cảm thấy cái điều đó mình hạnh phúc thì mình làm. Dạ, A600 xin hết. Cảm ơn A600. Dạ, mời nhạc sĩ 1238. Dạ, 1238 trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào toàn thể quý đại biểu. A1238 xin được trả lời. Nói về định nghĩa tình yêu thì cái câu định nghĩa tình yêu nổi dậy nhất từ trên khắp hoàn cầu và từ cổ chí kim, đó là cái câu định nghĩa tình yêu của Đức Kitô nói rằng là tình yêu lớn lao nhất là chết, là thí mạng sống vì người mình yêu. Trên phương diện tình yêu thì có thể là cha yêu con, vợ yêu chồng, anh chị em thương yêu nhau. Nhưng mà ở đây, trong cái thời đại ngày nay, A1238 được biết một người rất là nổi danh trong cái tư tưởng cũng như trong cái suy nghĩ của A1238, đó là Ngài Đức Quốc Công. Ngài có một cái trái tim yêu thương dân tộc Việt Nam hết thảy, trong đó có đủ mọi cái thành phần. Trái tim của Ngài quá lớn lao và bao la, Ngài có thể chứa được tất cả đủ mọi thành phần dân Việt ở trong đó. Như Kitô, Ngài yêu thương hết thảy nhân loại và Ngài coi nhân loại phải thành một phần duy nhất mà thôi, đó là thành phần tội lỗi và đáng được cứu chuộc. Còn Đức Quốc Công thì Ngài có một cái tình yêu bao la vô bờ bến đối với toàn thể dân Việt, cho nên Ngài nghĩ rằng toàn thể dân Việt là một đối tượng duy nhất là đáng được thương và đáng được yêu. Đó là cái sự cảm nhận của A1238. Còn A1238 không hiểu là ý của Tổng thống nói về tình yêu đôi lứa hay là có mối tình nào khác. A1238 xin được trân trọng cảm ơn Tổng thống đã cho phát biểu, kính cảm ơn Tổng thống đã lắng nghe và kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược cùng toàn thể quý đại biểu đã lắng nghe. A1238 xin kết thúc phát biểu. Cảm ơn 1238. Bây giờ tôi mời 7004. Dạ, trân trọng cảm ơn Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. 7004 xin trả lời định nghĩa của tình yêu. Như nhiều nhà thơ, nhiều nhạc sĩ
làm được cái chuyện đó, chắc chúng tôi sẽ tôn cái anh chị em đó, hay là tặng cho anh chị em đó một cái món quà rất là xứng đáng. Anh chị em nghĩ mấy trăm triệu người Hoa Kỳ có làm được chuyện đó không? Trên diễn đàn có vị nào nghĩ là bây giờ yêu cầu ông Donald Trump mà gọi ông Obama bằng honorable president Obama, ông chưa gọi ông vậy, thưa quý vị và anh chị em? Dạ xin thưa, nhất định không. Tình yêu đó thì mình chưa có định nghĩa được, mà bây giờ đoán ông Donald Trump thì mình đoán chắc chắn được, phải không ạ? Cho nên anh chị em có biết không, cái biện pháp nó mê mông lắm. Việc quan trọng của chúng ta là phải điềm tĩnh, phải để cho mọi sự đi qua một cách nhẹ nhàng thôi. Và đừng có nên vì một cái từ ngữ mà chúng ta trở thành là một sự đôi co nha, mà trở thành một cái mối thâm thù nhau, rồi trở thành địch thủ của nhau nữa nha. Chúng ta coi như không có gì đi. Cái nhiệm vụ của chúng ta, anh chị em thấy còn rất ngắn ngày, cái thời gian chúng ta không có bao nhiêu cả. Phải cố gắng trao dồi cho nhau, phải lấy cái đạo đức căn bản để thắng cộng sản. Chỉ có đạo đức mới thắng được cộng sản thôi. Cố tổng thống Ngô Đình Diệm này thật sự là vĩ đại khi đưa ra cái định đề là lấy đạo đức để thắng cộng sản. Mà trong mấy mươi năm trời chúng tôi nghiền ngẫm thấy thật sự chúng ta may mắn có một vị tổng thống thật là tuyệt vời, nhưng rất tiếc là đã bị hãm hại bởi những người thân cận của cố tổng thống. Từ nay trên diễn đàn thôi anh chị em đừng bàn tán thêm những chuyện đó nữa, mà anh chị em nên chú mục vào việc chúng ta phải rèn luyện, tôi luyện cho nhau, vì trách nhiệm chúng ta nặng nề lắm. Giống như anh chị em thấy không, nếu mà chúng ta ngồi tự mình suy nghĩ sẽ thấy tổng thống sẽ có nhiệm vụ của tổng thống, nhưng chính những người quân nhân, những người dân cũng phải có nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi người đều phải có nhiệm vụ để phục vụ cho chính quê hương của mình, phục vụ cho chính đất nước của mình, cho dân tộc của mình. Ngày hôm nay chúng tôi có nói trước với trung cư Huệ Lâm là chúng tôi xin vào phòng này sớm, nhưng mà rất tiếc là không có vào sớm được, là chúng tôi muốn bàn thảo với anh chị em về một cái danh từ, tuy nó rất là nhỏ nhưng nó cũng là một cái tiêu đề mà chúng tôi thấy trong phòng FTC đã bàn tán với nhau. Tôi nghĩ là vì thương nhau cho nên chúng ta đã để cái từ đó đi qua, nhưng thực sự chúng tôi muốn cho anh chị em rõ ràng, hiểu rất rõ, đó là danh từ lý tưởng. Có vị nào ở trên diễn đàn có thể giảng cho mọi người biết được lý tưởng là gì không, và cộng sản có lý tưởng hay không? Và mời 6005 có thể định nghĩa được lý tưởng là gì và cộng sản có lý tưởng hay không? A6005 trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào quý đại biểu toàn quốc, quý đại biểu. Vậy A6005 nhận định về lý tưởng. Lý tưởng là dành cho sự chính nghĩa, và lý tưởng có một tôn chỉ và quảng bá
như chúng tôi đọc sách nhiều đến rồi cuối cùng chúng tôi cảm thấy mình càng đọc bao nhiêu thì mình lại càng có vẻ mình ngu hơn đó thưa quý vị và anh chị em. Tây biển học nó bao la quá, giống như từ hồi nãy giờ chúng tôi đọc cái lý tưởng là gì, mà tôi đọc cái này là định nghĩa của một nhóm nhà triết học, nhưng mà không biết anh chị em có hiểu người ta muốn nói cái gì không ạ. Nhưng mà chúng ta đang cùng nhau, thứ nhất là chúng ta phải triệt tiêu cho được chế độ cộng sản, và chúng ta còn có một hoài bão và có thể nói là một tham vọng để vực dậy những cái điều gì đứng đắn, những điều gì cao đẹp của truyền thống Việt Nam, mà chúng tôi nghĩ rằng ngay cả cái thế giới văn minh hiện tại vẫn chưa tìm hiểu hết được trên nền văn hiến sâu sắc, muôn màu, muôn vẻ của truyền thống Việt Nam chúng ta đâu thưa quý vị và chị em. Tôi đọc ở trong một đoạn, một cuốn sách nhỏ của một nhà văn Việt Nam viết ngắn gọn như thế này: lý tưởng là chính nghĩa, phải là phục vụ, là đạo đức và có hy sinh. Tức là cái văn của Việt Nam mình định nghĩa ngắn như vậy đó thưa quý vị và anh chị em nghĩ thế nào? Lý tưởng là phải có chính nghĩa, là phải phục vụ, phải có đạo đức và sự hy sinh. Anh chị em thấy ngôn ngữ của Việt Nam, triết học của Việt Nam, cái truyền thống và văn hóa của Việt Nam nó sâu rộng như vậy và nó bao la như vậy. Trong lúc tôi đọc một cái bản dịch của một nhóm triết gia quốc tế nhé, đây là nhóm triết gia quốc tế dịch ra tiếng Việt, mà đọc xong rồi mình cũng thấy nó mờ mờ, mình chưa có hiểu gì được cả, nhưng mà dòm qua một cái định nghĩa căn bản của ngôn ngữ tiếng Việt của mình thì thấy định nghĩa sao rõ ràng và dễ hiểu quá vậy. Lý tưởng là phải có chính nghĩa, là phải có phục vụ, có đạo đức và sự hy sinh. Cho nên cộng sản nó chỉ có sự hy sinh, nhưng mà sự hy sinh ép buộc, cho nên nó không thể nào là lý tưởng. Tại vì căn bản đầu tiên là phải có chính nghĩa và đạo đức, thì đảng cộng sản nó không có hai yếu tố này, cho nên cộng sản không bao giờ có lý tưởng. Thưa quý vị và anh chị em nhé. Trong cái thời đại mới của chúng ta, thưa quý vị và anh chị em, là không những chúng ta cần phải sửa đổi lại những cái gì cộng sản nó đã nhuộm lên đầu của các em, các trẻ, mà trẻ là có thể là tới 75 tuổi rồi, tại vì cộng sản nó về chiếm Hà Nội là từ năm 1945 rồi, mà tới nay là năm 2020 rồi, thì anh chị em nghĩ là bao nhiêu năm rồi. Cho nên kể cả những người mà đã đi theo cộng sản lâu năm, bị nhiễm độc cộng sản, và cho tới các anh em, chị em, thanh niên của chúng ta cố gắng vươn lên, cố gắng vùng lên. Thậm chí chúng tôi đọc một cái bài văn của một vị ở trong đại biểu của chúng ta có cười chế nhạo cộng sản, là cái lý tưởng kiểu cộng sản, đó là có ý chế nhạo cộng sản. Nhưng mà thật sự mà dùng chữ lý tưởng mà gán vào cộng sản là đã làm cho nó được tươi thơm.
tôi vẫn còn có cái tính sát sinh, nó bất cứ lúc nào con quỷ trong người lúc nào nó cũng có. Gia đình có nghĩ tôi ở sa mạc 30 năm rồi tôi diệt tình dục rồi, chưa phải. Đừng gọi ông Đạo Quân là thứ nhân, vì chúng tôi luôn luôn nếu phải hy sinh để làm một chiến sĩ thì chúng tôi chấp nhận là một chiến sĩ chứ không là một thánh nhân, để triệt cho được cái lòng cộng sản trên quê hương Việt Nam. Rồi trước khi mà chúng ta chấm dứt cái buổi hội luận ngày hôm nay thì chúng tôi muốn trao tặng cho anh chị em. Hồi nãy bước vào chúng tôi thấy hơi căng thẳng cho nên chúng tôi mới dùng cái hài hước để đố anh chị em chia cái số 8 ra làm hai. Tại vì chúng tôi học được một điều là sự hài hước sẽ giúp cho nhau thay đổi tâm trạng chán nản của một người, giúp cho họ tìm thấy niềm vui, sự tự tin, sự cân bằng về tâm lý cần thiết sau khi trải qua những thất vọng trong cuộc sống. Vì chúng tôi có đọc sách của nhà văn William McPhee Thackeray từng nói, cuộc sống là một tấm gương, nếu bạn cười với nó sẽ cười với bạn, nếu bạn khóc với nó sẽ khóc với bạn. Thế nên tôi khi cách vượt qua những rắc rối chính là phải học cách mỉm cười. Anh chị em nhớ nha, đừng quên học cách mỉm cười, tại vì mỉm cười đó là tinh thần hài hước đó thưa quý vị và anh chị em. Hài hước giúp chúng ta đánh bại những rắc rối. Anh chị em có biết là những nhân vật rất là nổi tiếng với tính hài hước, ví dụ như Abraham Lincoln không? Anh chị em nào có biết ông Abraham Lincoln là ông nào không ạ? Dạ, kính thưa tổng thống, đó là ông tổng thống Abraham Lincoln của Mỹ ạ. Thứ ba là sao ạ? Kính cảm ơn. Để tôi kể cho anh chị em nghe về cái ông tổng thống này mà chúng tôi có học nhiều nữa ông lắm nha. Chúng tôi đọc những cái câu chuyện về những doanh nhân của thế giới để mình học từ những cái tính đặc biệt của những vị đó. Cũng như anh chị em chúng ta đã vào trong học FPT cho nên chúng ta cố gắng học với nhau những cái đức tính hay là những đặc tính tốt của nhau nhé. Thì anh chị em thấy là ông tổng thống Mỹ này, ông có cái tinh thần rất là hài hước. Là có một lần ông ta trong một cái buổi thuyết trình thì đang đứng thuyết trình thì ở dưới đó có người đã viết hai chữ là stupid man, tức là một cái thằng ngu nhé. Cái nội dung của mẫu giấy là nó mỉa mai, nó chửi bởi ông Lincoln. Tuy nhiên ông ta chỉ mỉm cười. Mà anh chị em biết ông ta làm gì không? Ông ta giơ cao nó lên cho mọi người xem và nói: tôi từng nhận được vô số thư nặc danh, thư nào cũng có nội dung nhưng chẳng có ký tên. Vậy mà hôm nay ngược lại, tôi lại nhận được một lá thư chẳng có nội dung mà chỉ có ký tên thôi. Tức là quý vị hiểu không ạ? Có ai hiểu được cái ý của ông Lincoln 1309 nghĩ sao về câu chuyện này? Dạ, thưa Tổng thống, tên gọi là để ông đọc bên ông nè. Dạ, Tổng thống Abraham Lincoln đã dùng cái tờ giấy này để gửi tặng lại cho cái người mà đã gửi cho ông, thằng My là Stupid Man, chứ không phải ta hả? Nhưng mà ông ta dùng một cái tinh thần hài hước. Dạ phải, cảm ơn theo 1309, rất là thông minh nha, giỏi lắm. Tức là ông ta dùng một cái tinh thần rất là hài hước để đối phó nha. Chúng ta không cần phải nóng nảy với nhau. Có đôi lúc chúng ta nếu nóng nảy là một điều bất chẳng đặng đừng nha. Tại vì anh chị em có thấy không, yếu đuối nhất của chúng ta là thịnh nộ. Cho nên bớt thịnh nộ, có đôi khi chúng ta phải nghiêm khắc, có thể lớn tiếng nhưng phải biết kiềm hãm nhé. Như chúng ta đã từng học hỏi với nhau là tính nóng là bản năng, nhưng mà kiềm hãm được cái tính nóng thì đó là bản lĩnh. Cho nên anh chị em ngày hôm nay chúng tôi kể câu chuyện của ông tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln để làm quà tặng cho anh chị em. Và anh chị em phải nhớ là thứ nhất, cái hài hước, cái vui vẻ nó giúp đánh bại những rắc rối. Mà ngoài ra, cái sự hài hước nó còn là vũ khí bí mật ở đó thưa quý vị và anh chị em. Tại vì anh chị em thấy là lý do mà tại sao ông Lincoln, ông luôn luôn được người khác kính trọng ông chinh phục được người khác, vì do cái tinh
lại, ông liền bước tới hỏi tài xế: xin lỗi, liệu anh có thể giúp tôi mang chiếc áo khoác này đến thành phố không? Người tài xế thắc mắc: đương nhiên, nhưng làm sao tôi trả lại chiếc áo này cho ông? Thì ông tổng thống Abraham Lincoln ông nói: ồ, đơn giản lắm, tôi định bọc mình tôi trong chiếc áo. Tức là ông ta vào ngồi trong chiếc xe đó quý vị. Nhưng mà ông ta hài hước, ông ta nói như vậy đó. Có lẽ là chúng tôi kể những câu chuyện không hay, nhưng mà khi anh chị em tập cái nguyên bản tiếng Anh đó, thì anh chị em cảm thấy là rất là thú vị nhé. Rồi một cái câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn kể cho anh chị em nghe về một cái nhà văn người Mỹ mà chúng tôi rất thích, đó là Mark Twain, là một trong những nhà văn Mỹ rất là hài hước. Là vì có một lần anh ta đi vào một cái khách sạn mà anh ta thấy những con muỗi nó bay vo ve trên đầu của mình đó. Cho nên thay vì chỉ trích nơi này kém vệ sinh, thì ông ta nói mấy người ở cái quầy tiếp viên thế này: nghe nói muỗi ở chỗ các anh rất là thông minh, quả không sai, tôi vừa đến đây thôi, nó đã bay để nó lén xem cái số phòng của tôi, rồi có lẽ đêm nay nó sẽ lén vào phòng của tôi và có một bữa tiệc thịnh soạn đó. Ông ta nói vậy. Thì anh chị em nghĩ sao? Những cái người mà tiếp khách mà nghe ông ta nói như vậy, họ vừa thích cười mà họ lại vừa thấy ngượng nghịu, cho nên phải làm sao xịt trở lại cái con mũi đi. Đó là có nhiều khi chúng ta dùng cái tinh thần hài hước để làm vũ khí đó, thưa quý vị bạn chị em. Tôi thương các anh chị em lắm. Nhiều khi mình cũng có nhiều điều bất đồng ý kiến, hoặc là mình sẽ có những điều không có vừa ý. Nhưng tập sử dụng những vũ khí nhẹ nhàng để đối phó, nhất là những vị nữ nhi. Những vị nữ nhi mà càng mềm mại bao nhiêu, mà vũ khí thông minh bao nhiêu, thì người đàn ông càng kính sợ bấy nhiêu nhé. Không biết ở trên diễn đàn mình chắc là phe nữ nhiều phe nam phải không ạ? Câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể hài hước được đó. Anh chị em nào có thể trả lời được câu này không? Nếu mà chúng ta thấy hài hước là tốt như vậy, nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể hài hước được? Chúng tôi mời 7034. Dạ, 7034 xin trân trọng kính chào quý công tổng thống Đào Minh Quân. Theo 7034 nghĩ thì cái đó là cái tùy theo cái khả năng của cái vị đó tổng thống. Thì chính 7034 nhiều khi cũng không có hài hước được. Nó khó hơn tổng thống. Cái bản năng đó không có người vị đó. Tự nhiên có người đó họ phát biểu hoặc họ nói ra cái gì đó, họ có thể đưa những cái từ hài hước này vô nó hay. Nhưng cái đó là tôi không muốn nghĩ là cái bản năng của cái người đó thôi, chứ học cái đó cũng khó lắm, mà hầu như chắc cũng không có làm được cái tổng thống. Dạ, tại vì chính là mình cũng không làm được cái đó. Nếu mà 7034 mà làm thêm được cái điều này nữa thì trở thành người số 1 sao? Cho nên mình phải có một cái quyết định, chúng thôi mình thành con người toàn tích rồi nhé. Để cố gắng nếu mà làm được cái điều này nữa là tốt. Bây giờ tôi mời một người nữa.
sâu rộng, thì chúng ta lại tái diễn cái cảnh mà Cộng sản Việt Nam nó vào nó chiếm miền Nam Việt Nam của chúng ta. Anh chị em thấy không? Nó chiếm cái nước ta rồi nó đưa những cái đứa dốt nát và tinh nát, cho nên nó làm cho đất nước chúng ta bị tan nát như ngày hôm nay. Cho nên chính phủ chúng ta trở về, phải trở về với những đội ngũ có đạo đức, có kiến thức sâu rộng, phải hiểu cái hiểu rõ nhất mà chúng tôi muốn anh chị em phải hiểu, hiểu rất kỹ càng, hiểu thấu đáo về bản thân của người lãnh đạo chính phủ là cá nhân chúng tôi đã được, để đánh bại cho được hình tượng giả hiệu của Hồ Chí Minh. Tại cái hình tượng đó là giả trá mà nó đã chìm sâu trong trí óc của người dân Việt Nam chúng ta lâu quá. Cho nên anh chị em phải đưa được một hình ảnh thật sáng chói, mà chúng ta không có quyền đưa ảo tưởng sáng chói nhưng phải đưa sự thật. Mà muốn đưa sự thật sáng chói thì anh chị em phải để cố gắng tìm hiểu một cách rất sâu xa. Nếu anh chị em cảm thấy nhân vật Đào Đức Quân xứng đáng được sự ủng hộ, hậu thuẫn của anh chị em và đồng bào để đánh bại trên đầu sỏ Cộng sản thần tượng giả hiệu Hồ Chí Minh, và để đứng ra giải thể hoàn toàn chế độ Cộng sản tại Việt Nam, rồi sau đó chúng ta mới có thể tổ chức được tổng tuyển cử để người dân chọn lựa một người lãnh đạo xứng đáng họ muốn. Còn bây giờ bất cứ một sự chia rẽ nào, bất cứ một sự chia trí nào sẽ làm cho con đường chúng ta giải thể Cộng sản sẽ chậm hơn và lâu hơn, nên thưa quý vị và chị em, thì khi mà chúng tôi bắt đầu dùng cái biện pháp mạnh và cứng rắn đối với những thành phần chống đối, nếu điều kiện bắt buộc thì bao nhiêu vị đại biểu trong hợp này chấp thuận cho chính phủ chúng ta làm chuyện đó. Bây giờ vị nào chấp thuận cho chính phủ trong tình trạng rối mù của đất nước mà phải dùng biện pháp mạnh và cứng rắn đối với tất cả những cái thành phần đang chống đối chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, dù vì lý do gì cũng sẽ làm chậm lại cái tiến trình và cái giai đoạn giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam. Vì vậy, khi mà chúng ta nhất định và nhất quyết sẽ dùng biện pháp mạnh và cứng rắn, thì anh chị em trong phòng này có cho phép hay không? Vì nào cho phép thì đánh số 1 nhé. Còn vì nào không đồng ý thì đánh dùng cho số 5 đi nhé. Tôi nhờ ban điều hành đếm dùng. Dạ kính thưa tổng thống, tôi đồng ý nhưng mà tôi bấm số không có được. Dạ A709 đồng ý cứng rắn và biện pháp mạnh đối với những thành phần chống đối. Dạ xin kính cảm ơn tổng thống. Dạ cảm ơn ban điều hành đã đến dùng nhà rồi cho chúng tôi cái bản báo cáo. Trân trọng kính Đạo Đức Quốc Công, tổng thống Đào Minh Quân và bộ tư lệnh đồng nhiệm A6021 không có đánh số được. Dạ cho đồng nhiệm đánh số 1. Dạ. Dạ trân trọng kính cha, cảm ơn Đức Quốc Công, tổng thống Đào Minh Quân. Cảm ơn quý vị và anh chị em. Bây giờ có một vài anh chị em không đồng ý, vậy đại biểu có đánh vào chữ cười ha ha. Xin cho biết lý do 6013 mời. Dạ 6013 trân trọng kính thưa quốc công tổng thống Đào Minh Quân. Dạ lúc đấy là do đại biểu Tân Mỹ kể cái câu chuyện kem á, là con đánh vào cười ha, con đánh số 1. Ôi dạ, tôi tưởng có cái chuyện gì ở dưới súng là muốn nghe. Dạ, rồi cảm ơn 6013. Bây giờ mời 6005.
làm bây giờ bị đau, còn bây giờ cái chính sách của mình là việc còn đồ công còn viết, việc không gì viết, bây giờ mình nói chung là mà đến khi mà chẳng đồng đứng thôi thì tại đó là tuy có ứng biến thôi, nếu như còn con mắc cổ thì phải trong cách đó là phải trong kỳ đó, mà người dân sau thì mình có hiện pháp đấy, rồi mình có luật thôi, thì cái đó trong kỳ sau như bây giờ được mất đó. Thì bây giờ nếu chúng tôi bọn này bây giờ thế rồi mà thải phủ bây giờ hờ phải lên cho chúng ta có chết biết bao nhiêu cũng rồi, thì bây giờ hẳn cũng giảm đó, thì bây giờ trong cái đường phải như em cũng hay nói là bây giờ cha tao mẹ biết bao nhiêu cái này giúp nghiệp phụ chồng là tao ăn cũng hài ấy tôi lắm tôi rồi tao để ta cái nói chung biết ở người tao thì như bây giờ trong cuộc sống là người tao ấy trong phòng việc trong nghiệp mấy thằng thải phủ này ăn theo rồi giúp nạt thôi anh cho được cái bằng lộc đó là về là diệt dân thôi, thì cái đó thì bây giờ em cũng mong muốn đi thì con đường của mình đi là con đường tổng thống này đi ra bộ chỉ được của chính phủ này ra là tấm kỳ là việc còn bỏ con còn việc mà việc không diệt biệt thì mình lấy tin thương xóa bỏ anh thu, thì bây giờ nếu cái chậm đằng đừng đó là phi cơ ứng biến mà cái này sau này về là có toàn dân có hiến pháp rồi có pháp luật chứ chẳng nghe hiến pháp không có pháp luật là nói người dân là tấm kỳ thôi, thì em cũng chính thương đó thôi. Thì bây giờ mình mà nói về việc dùng vũ khí làm việc thì nhanh thôi, nhưng mà chết chóc là quá nhiều, tại là không mong muốn. Nhà của cuộc chân đó thôi, tuy có ứng viện này xin chúc Tổng thống, Đại Quốc Công, Tổng thống Đại Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược, con có cặp đại biểu là lắng nghe thôi, và chúc sức khỏe. Để thấy em xin hết. Và cảm ơn 6005 và 1277. Dạ, thì chúng tôi cũng sẽ suy nghĩ không phải cái sự tâm đổi đó là những cái thành phần anh chị em thấy đang trình diễn đàn đâu nha, cái đó chúng tôi không có để ý đến, nhưng mà có những cái thành phần chống đối mà nó chưa có ra mặt, cái thành phần mà nói đang trên diễn đàn đó chỉ là những đứa bị xúc xỉn đó, những em trẻ rất đáng thương đang tội nghiệp thôi nha. Rồi thôi, như vậy là trong cái tình hình này đó là quý vị và anh chị em sẵn sàng cho phép chính phủ, tại vì đã quá đa số tuyệt đối là khi chúng tôi dùng biện pháp mạnh là chẳng đành đừng giống như 1277 như vậy đó nhé. Rồi thôi, bây giờ trước khi mà chấm dứt cái buổi trao đổi ngày hôm nay thì chúng tôi lấy cái lời của kịch tác giả Bernard Shaw, thì ông này ông nói như thế này: sự hài hước cũng giống như hệ thống giảm sốc trên xe ngựa, không có nó thì một hòn đá nhỏ trên đường thôi cũng có thể khiến bạn ê ẩm. Cho nên anh chị em lâu lâu cũng nên cho nhau sự hài hước để mà chúng ta coi như đó tuy là chỉ là một cái sọc của một cái xe, giống như là cái ống nhúng của một chiếc xe thôi. Nhưng mà nếu không có ống nhúng đó, chúng ta đi cái xe nó lọc cọc lắm đã, được quý vị bạn chị em. Trước khi chấm dứt cái buổi hội thảo trao đổi ngày hôm nay, anh chị em còn có ý kiến gì nữa không thì chúng tôi sẽ lắng nghe trước khi chúng ta chấm dứt. Dạ, kính thưa Tổng thống, 1238 xin phát biểu được ạ. Dạ, mời 1238. Dạ, kính thưa Tổng thống, trong sách lược của Tổng thống là bỏ còng còn Việt vì không giết Việt. Tổng thống vì 90 triệu dân Việt mà sẵn sàng tha thứ cho 4 triệu sĩ đảng viên để cứu lấy toàn thể dân Việt. Nhưng mà thực sự thì đối với lại đảng viên hầu như là họ không có, nó giống như mà trong Kinh Thánh nói là ngọc trai mà vất cho heo thì heo nó cũng chẳng có lấy đồng đều. Thì chính vì thế mà có lẽ là chính cái sự nhân đạo, nhân ái của Tổng thống về Cộng sản nó cũng không lấy lầm đều. Cho nên 21238 thì dân Việt bây giờ nó quá cực khổ đi. Bệnh cùng cực khổ về tư tưởng lẫn thể chất. Người Việt bây giờ có thể là người ta bệnh cùng đến mức độ mà ai cho tiền vất xuống đất người ta cũng sẵn sàng ta cúi xuống người ta nhặt. Người ta không cần đến danh dự của bản thân và gia đình. Họ chỉ cần cơm ăn của cái cuộc sống mà thôi. Thì cho nên thì 1238 nghĩ nếu Tổng thống dùng biện pháp mạnh để cứu nước thì cũng sẵn sàng ủng hộ, bởi vì tính mạng của dân và tất cả là vì dân. Cộng sản họ đã coi như là loài tư nhân, cho nên là họ đã coi thường cả sự nhân đạo và nhân ái tình thương bao la của Tổng thống. Cho nên là 1238 nghĩ rằng là bây giờ có thể lấy cơ hội đó cho họ mà họ cũng không biết thì cũng đành phải chấp nhận vậy thôi. 1238 cứ nghĩ rằng là toàn dân Việt là trên hết, tính mạng của dân Việt là trên hết,
cái ngày đó không đi làm được tiền thì lấy đâu ra mà sống. Cho nên họ lo và họ khóc, thấy thương lắm. Vậy cảm ơn một hai tội bà. Dạ thưa tổng thống. Nhưng mà nhớ đừng quên đời nhé. Lâu lâu mà cũng phải lên đường bài bản cho anh chị em nghe nhé. Dạ thưa tổng thống thì A1238 đã chục năm nay là ít hát và cũng ít cười, ít hài hước ạ. Tại vì khi nhận thấy thương đau của dân tộc nên là A1238 cũng khép kín vào chỉ hướng về chủ trương đường lối của cái tổng thống, và A1238 nghĩ rằng một ngày nào đó nếu dân Việt được ăn no mặc ấm thì A1238 sẽ cười, sẽ nói, sẽ hát. Dạ, rồi cảm ơn 1238. Dạ. Dạ, thưa tổng thống cho 1238 bài bài ngắm cái thơ. Dạ, dạ mời. Dạ. Dạ, kính thưa ngài Đức Quốc Công, tổng thống Đào Minh Quân, kính thưa Bộ Tư lệnh Chiến lược toàn quốc, và kính thưa các đại biểu thân viên cũng phục hồi cho hai mươi bài ngâm bài thơ tặng người chi kỳ. Thì dù cũng có phước tiền nhưng mà thơ của tổng thống phải ngâm để cho không chỉ thơ về lên chị nữa, dạt dao cho anh chị giờ này được xin phép được ngâm ạ. Việt đồng đất thành tôi thắng, bao năm xây đắp mới thành quốc gia, dân tộc nghĩ ruột nghĩ ra chế độ như ao cười ra là rồi, cộng nô cũng phải tàn đời gian tham hiệp ác hết thời mà thôi. Nước nhà giàu có mấy hồi tài chương trình huấn từ của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân vừa chấm dứt. Chúng ta thấy những lời ngài huấn từ như là những cái lời vàng ngọc mà chúng ta đã được nghe. Kim cũng mong rằng được nghe, học hỏi nhiều hơn từ ngài để ngài giúp cho tất cả những người Việt Nam mà đã vào chính phủ hoặc là những con dân Việt Nam trong tương lai sẽ được thay đổi một cái đời sống tốt đẹp hơn khi mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về có ngài lãnh đạo đất nước. Thì Kim tin tưởng rằng đạo đức của con người Việt Nam của chúng ta sẽ được thay đổi bằng những con người có cái tính nhân bản nhân văn cao độ, chứ không phải giống như thời gian mà Cộng sản Việt Nam đang cai trị. Những cái đạo đức của con người Việt Nam đang xuống cấp rất là trầm trọng. Chúng ta nên lắng nghe và nên học hỏi và nên vào chính phủ để chúng ta sẽ học hỏi được nhiều hơn. Và Kim tin rằng trong tương lai đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được thay đổi và sẽ bước vào một cái kỷ nguyên mới
đó là kỷ nguyên Tân Dân Chủ do Ngài Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài đã bỏ hết tâm huyết hơn 30 năm trời để mà cố gắng làm sao lấy lại đất nước Việt Nam và xây dựng một cái đất nước Việt Nam được cường thịnh, được sánh vai với các nước cường quốc trên thế giới. Thì đó là cái nguyện ước của Ngài và tất cả những người con dân Việt Nam cùng chung vai góp sức, thì Kim nghĩ rằng chúng ta sẽ làm được điều đó, và chúng ta nhất quyết vượt qua mọi gian khổ trở ngại trước mắt, mà chúng ta sẽ đi đến một cái con đường tốt đẹp hơn trong tương lai. Chương trình livestream hôm nay cũng khá dài, cho nên Kim xin được khép lại ở đây và xin mời tất cả quý vị trên diễn đàn chúng ta nghe một bài hát quen thuộc, đó là bài hát Trưng Cầu Dân Ý. Kim xin mời. Chương trình livestream đến đây xin tạm dừng. Trước khi Kim xin kính chào, thì Kim xin tất cả diễn đàn hôm nay cùng Kim cất cao lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, bất khuất, bất khuất, bất khuất, cương thổ Việt bất phân, bất phân, bất phân, bất phân, nhân dân Việt bất ly, bất ly, bất ly, bất ly. Kim xin trân trọng kính chào tạm biệt Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và phu nhân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý tướng lãnh, quý đại biểu cùng các quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Xin kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe và bình an, thân tâm thường an lạc. Kim xin trân trọng kính chào.